Gần đây, đội tuyển Argentina đã giải cơn khát danh hiệu sau khi lên ngôi tại Copa America 2021. Giành chiến thắng 1-0 trước chủ nhà Brazil, La Albiceleste chấm dứt 28 năm chờ đợi một danh hiệu quốc tế. Khoảng thời gian quá dài đối với nền bóng đá hàng đầu thế giới. Không chỉ người Argentina mà với cá nhân Lionel Messi, chức vô địch này cũng vô cùng có ý nghĩa, khi đây là danh hiệu đầu tiên của anh trong màu áo đội tuyển quốc gia. 16 năm kể từ lần ra mắt đội tuyển, M10 mới giải tỏa cơn khát, đồng thời giải tỏa sức ép khi ở tuổi 34. Trước khi xem clip, các bạn nhớ nhấn đăng ký và bật thông báo để ủng hộ cho kênh của mình nha. Ngày 11 tháng 7 năm 2021 có lẽ là ngày đặc biệt nhất của Messi khi anh đã có được danh hiệu cấp độ đội tuyển đầu tiên trong sự nghiệp gói gọn trong hai từ vĩ đại. Trải qua quá nhiều thất bại, đau khổ, cuối cùng sau tiếng còi kết thúc trận chung kết giữa Argentina và Brazil được vang lên, tất cả đều chạy đến và ôm chầm lấy Lionel Messi. Họ hiểu rằng người đội trưởng này đã phải chịu bao nhiêu áp lực và chông gai để có được lần chạm tay vào chức vô địch Nam Mỹ lần đầu tiên trong sự nghiệp. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau chiêm ngưỡng lại màn trình diễn đỉnh cao của El Pulga trên hành trình giúp Argentina trở thành tân vương tại Copa America ngay và luôn các bạn nhé. Khi trọng tài quyết định cho Argentina được hưởng quả đá phạt hàng rào thay vì một quả 11m, có lẽ thủ môn bên phía Ecuador đã biết được số phận của mình. Với góc sút thuận lợi như vậy, làm sao mà ông Hoàng xúc phạt Messi lại có thể bỏ lỡ được chứ? Một pha dứt điểm lạnh lùng của El Pulga để ấn định tỷ số 3-0 cho Argentina trước Ecuador khi đồng hồ điểm sang phút 90+2. Nhẹ nhàng và đầy tình cảm, cú lốp bóng đẳng cấp của Lionel Messi sau đường kiến tạo cũng nuột nà không kém từ người anh em trí cốt Sergio Aguero đã giúp Argentina ung dung vùi dập Bolivia với tỷ số 4-1. Cá nhân đội trưởng của La Albiceleste cũng bỏ túi một cú đúp trong trận đấu này. Hàng thủ dày đặc của Colombia, nhưng Messi bằng khả năng cầm bóng thần sầu của mình đã khiến tận 3 cái bóng áo vàng phải chịu thua. Tiếc là dù đã chọn cho mình một vị trí thuận lợi để đón đường tạt vô cùng ngọt từ người đàn anh, nhưng cú đánh đầu của Lautaro Martinez lại vẫn thiếu đi độ chính xác cần thiết, khiến cho pha bóng chỉ dừng lại ở mức cơ hội. Tiếp tục nguyên một hàng thủ nữa phải trở thành những khán giả bất đắc dĩ cho người chơi hệ giữ bóng Messi thi triển võ công. Lần này đội bóng đen đuổi quay phải ô mất lượt đó là Uruguay. Nguyên cả dàn hảo thủ của đội tuyển đã từng lên ngôi vô địch Copa America 2011 đã không thể giành lấy được quả bóng. Và để Messi ung dung dẫn trái banh từ phần sân nhà cho đến gần sát vòng cấm của mình, rồi bất lực nhìn tiếp El Pulga truyền ra cho đồng đội. We'll be right back.
Khi bạn nhìn thấy Lionel Messi trong trạng thái cực kỳ tập trung thế này thì có nghĩa là siêu sao người Argentina đang đứng trước một quả đá phạt. Mà một khi M10 đã dồn hết tâm trí vào pha đá phạt hàng rào đến như vậy thì cơ hội để cho các thủ môn có thể cản phá gần như bằng không. Và đối với người gác đền của tuyển Chile, Claudio Bravo cũng không phải ngoại lệ. Dù cho cựu thủ thành của Man City đã chạm được tay vào quả bóng, nhưng tất cả cũng chỉ giúp cho bàn thắng của Messi thêm phần đẹp mắt mà thôi. Trước khi có pha lốp bóng thần thánh để có lần thứ hai điền tên mình lên bảng tỷ số ở trận đấu gặp Bolivia, Lionel Messi đã có màn khởi động sương sương với một quả penalty cơ bản, làm một phát dậm chân cho nó có khí thế. Đội trưởng của Argentina tung cú dứt điểm quyết đoán bằng chân trái để đánh lừa thủ thành Carlos Lampe bên phía Bolivia, nâng tỷ số lên 2-0 vào phút 33. Messi lại tiếp tục cho thấy khả năng gánh team bá đạo của mình. Không chỉ đưa Argentina bay cao bằng những bàn thắng, siêu sao đang khoác áo Barcelona còn chấp cánh cho nhiều đồng đội bởi các đường kiến tạo ngọt lịm của mình. Và người được hưởng lợi nhiều nhất chính là Lautaro Martinez, tiền đạo vừa lên ngôi vô địch Serie A cùng Inter Milan đã được người đàn anh Messi làm hết mọi thứ, từ thu hút hậu vệ đối phương rồi đến kiến tạo. Và nhiệm vụ cuối cùng của Martinez đơn giản chỉ là xé toang mành lưới đối thủ rồi cùng cả đội ăn mừng chiến tích. Tiếp tục lại là một đường kiến tạo đặt đồng đội vào tư thế thật khó có thể bỏ lỡ của Lionel Messi. Lần này người đàn em được hưởng lợi chính là Rodrigo De Paul. Thậm chí Mbunga còn mở toang khung thành đã bỏ trống dành cho tân binh của Atletico Madrid. Thế thì cứ ung dung mà dứt điểm thôi De Paul, bàn thắng đến là dễ vì đã có Messi lo. Trong bộ phim mang tên Cuộc thảm sát Bolivia, Messi không chỉ đóng góp hai bàn thắng mà anh còn trực tiếp kiến tạo để Papu Gomez mở tỷ số. Một đường chuyền bóng vô cùng tinh tế của Messi đã đặt Alessandro Gomez vào tư thế đối mặt với thủ môn và chàng tiền vệ có cái nickname đáng yêu là Papu này đã không bỏ lỡ món quà từ người đội trưởng, bắt volley một chạm luôn để tạo ra bàn thắng làm cháy cả khung gỗ của Bolivia. Kiến tạo cho đồng đội rất nhiều rồi, giờ đến lượt những huynh đệ của Messi đáp lễ người đội trưởng. Angel Di Maria đã có đường chọc khe xé toang hàng phòng ngự của Colombia, giúp Messi có cơ hội được tiếp cận trực tiếp với khung thành đối thủ. Nhưng hơi đen cho bò chét nguyên tử khi cú ra chân của anh lại chỉ đưa trái bóng tìm đến trúng cột dọc, hơi nhỏ chút đến từ vị trí của Lionel Messi. You could have let me down slower, but you
Vừa rồi là những màn trình diễn đỉnh cao của Lionel Messi tại Copa America 2021 để giúp Argentina chạm tay vào chức vô địch mà họ đã chờ đợi từ rất lâu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại.